Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Xây dựng hình ảnh người bố tốt, ai ngờ Lưu Khải Uy lại gặp phản ứng ngược. Netizen cho rằng Lưu Khải Uy chỉ đang lợi dụng con gái mình mà thôi. Theo giới truyền thông Hồng Kông tiết lộ thì mới đây, bố của Lưu Khải Uy là ông Lưu Đan đã chia sẻ những chuyện có liên quan đến con trai và cháu gái mình. Ông Lưu tiết lộ, Lưu Khải Uy gần đây đã nhanh chóng từ Đại Lục trở về Hồng Kông vì muốn cùng cô bé Tiểu Nhu Mệ và gia đình đón ngày đông chí. Lưu Khải Uy đã về sớm trước một tháng, muốn chạy qua kỳ nghỉ đông và năm mới, rồi sắp xếp công việc sau. Vì Lưu Khải Uy làm việc quanh năm đã rất vất vả rồi, lại không được gặp gỡ gia đình, nên lần này mới đặc biệt sắp xếp thời gian để quay về, sau đó lại tiếp tục về Đại Lục làm việc. Không chỉ vậy, ông Lưu còn cho biết Tiểu Nhu Mệ rất bám bố, sau khi bố về thì ông nội đã bị gạt sang một bên. Những tưởng bài phỏng vấn này của ông Lưu Đan sẽ giúp Lưu Khải Uy xây dựng được hình ảnh người bố tốt, nào ngờ netizen lại có phản ứng trái ngược. Nhiều cư dân mạng cho rằng bố con tài tử xứ Cảm Thơm đang cố gắng kéo Tiểu Nhu Mệ vào để tiếp thị và tạo nhiệt. Netizen bình luận miệng mai, kỷ niệm 3 năm ly hôn lại tiếp tục bán thảm người bố tốt. Người này dường như rất thích để cho bố ruột làm người phát ngôn thì phải, đúng là một chiêu cao tay. Còn mình thì giả vờ kín tiếng, nhưng vẫn cố gắng thiết lập hình tượng người bố tốt. Tôi cười ngất, Lưu Khải Uy về sớm hơn một tháng là vì Đại Lục đang dịch bệnh nên anh ta không thể đi diễn kịch nói. Bố của anh ta còn giúp anh ta nói bù vào nửa. Kể từ sau khi ly hôn với Dương Mịch vào năm 2018, Lưu Khải Uy cũng trở nên kín tiếng hơn và dành nhiều thời gian chăm sóc cho con gái. Ban đầu, nam diễn viên Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng nhận được nhiều lời tán dương của netizen. Nhưng kể từ khi thông qua ông Lưu Đan để xây dựng hình ảnh người bố tốt và âm thầm mỉa mai Dương Mịch, thì anh lại bị chỉ trích nặng nề. Lần này cũng như thế. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.